Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn video kèm theo thông tin về việc một tài xế taxi bị cướp tấn công bằng dao nhọn để chiếm đoạt tài sản trong đêm tại khu vực cửa khẩu Kim Thành Lào Cai. Video được lan truyền khiến cho nhiều người không khỏi lạnh gáy bởi sự manh động của tên cướp này. Cái này giờ thủ đoạn giả vờ nói chuyện với tài xế để đánh lạc hướng, làm nạn nhân mất cảnh giác, sau đó khống chế cướp tài sản. Từ vụ việc lần này, mời quý vị cùng theo dõi ba vụ cướp trên xe taxi dùng vũ khí thời gian qua. Thiên Dung tên cướp ở Lào Cai kề dao vào cổ tài xế taxi. Theo camera ghi lại, cảnh vụ cướp ở Lào Cai khiến nhiều người tỏ ra kinh hãi trước sự manh động của đối tượng. Vào khoảng 23 giờ 34 phút ngày 20 tháng 8, người đàn ông điều khiển xe ô tô con chở theo một người ngồi phía sau, cả hai nói chuyện vui vẻ. Được thấy tên cướp chủ động hỏi tài xế taxi những câu hỏi như lái xe được bao nhiêu năm rồi, hay cái này nói rằng trước anh ta cũng làm lái xe, việc tên cướp hỏi tài xế taxi như vậy nhằm đánh lạc hướng để nạn nhân không chú ý, dễ dàng thực hiện thủ đoạn của mình. Một lúc sau cái này bất ngờ dùng dao tấn công nam tài xế, hai người đàn ông vật lộn, trong đó người tài xế liên tục xin tha, nói bỏ dao ra và hồ cướp. Bây giờ em bớt ra, anh không nữa. À, bỏ tay, anh bỏ tay em bớt. thè con chó đâu? Em thẻ không làm gì cả. Được chưa? Đấy em bỏ. Em bỏ tay ra, anh. ra. Có, em Khai à. à. em để dao chứ. Bỏ tay ra. anh bỏ tay ra, bây em anh Bỏ tay ra chứ. À. Đến khoảng 3 giờ ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhận được đơn trình báo của gia đình anh VDL, sinh năm 1983, trú tại tổ 22 phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Trong nội dung đơn được biết, khoảng 22 giờ ngày 20 tháng 8, anh L được một nam thanh niên thuê chở từ khu vực Quảng trường Ga Lào Cai đến khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Tại đây, nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề cổ, khống chế và gây thương tích cho anh L rồi cướp tài sản đội nghiệp vụ và công an các xã phường trên địa bàn nhanh chóng tập trung lực lượng điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sau 7 giờ theo dấu vết tội phạm đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ phạm văn mạnh sinh năm 1996 chú ở thôn kiều đông xã hồng thái huyện an dương thành phố hải phòng chính là nghi phạm trong vụ án khi đối tượng đang lẩn trốn tại quán internet trên đường nguyễn huệ phường lào cai thành phố lào cai thì bị công an bắt giữ nạn nhân sau khi bị cướp tấn công đã ngay lập tức được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cấp cứu bác sĩ tại bệnh viện cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nói bị hành khách dùng dao tấn công vào cầm bằng dao gây mất nhiều máu đại diện bệnh viện cho biết thêm sau khi khâu vết thương cầm máu sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nạn nhân không bị tổn thương mạch máu lớn chỉ bị thương rách ở vùng má vùng cằm xuống cổ và không nguy hiểm đến tính mạng. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên kẻ này đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Mạnh đã trộm một con dao thái rồi vừa đi taxi của anh L để chờ tới cơ hành động. Đến khoảng 0 giờ 10 phút ngày 21 tháng 8, khi xe đi đến địa phận cửa khẩu Kim Thành, thành phố Lào Cai, Mạnh cầm dao, kề vào cổ, đe dọa anh L để cướp tài sản. Tuy nhiên do anh L kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe, khiến cho tài xế bị thương. Sau đó Mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Được biết Mạnh đã có một tiền án về tội cướp tài sản, bị xử tù giam 7 năm 6 tháng tù, nghi phạm mới được ra tù vào năm 2022. Vụ việc lần này, đối tượng vô cùng manh động và tinh vi khi lên kế hoạch thực hiện từng bước đe dọa uy hiếp nam tài xế taxi cướp tài sản. Rất may tài xế không bị thương quá nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Hiện các đối tượng trộm cướp rất tinh vi, vì vậy mỗi người tài xế taxi cần đề cao cảnh giác, đề phòng nguy hiểm trong quá trình làm nghề. Trước đó vào khoảng tháng 7 vừa qua, tại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một nam tài xế taxi không may vào tầm ngắm của tên cướp. Cái này đã bắt chuyến xe của nạn nhân, sau đó tấn công tài xế. May mắn thay, nam tài xế này khi bị đối tượng tấn công đã chống trả và không bị thương. Sau gần 9 giờ đồng hồ truy bắt, công an thành phố Vũ Lý đã bắt được nghi phạm cùng nhiều tài sản giá trị. Thanh niên nghiện hút dùng dao tấn công tài xế taxi cướp tiền mua ma túy. Ngày 16 tháng 1 năm 2022, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Trường, sinh năm 1991, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 14 tháng 1 năm 2022, đối tượng Trường lên cơn nghiện và chuẩn bị một con dao khoảng 30 cm từ chỗ làm mang theo người, rồi đi lang thang ở khu vực đường Đại Mỗ tìm con mồi để thực hiện hành vi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy. Đêm cùng ngày, Trường vẫy taxi của anh NKH và bảo lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Khi đến số 133 Nguyễn Tuân, Thành Xuân, Hà Nội, Trường xuống xe giả vờ gọi điện thoại nói chuyện tiền nong để anh hát tin tưởng là mình có người nợ tiền rồi hỏi lái xe vay số tiền 200.000 đồng. Do anh hát không đồng ý cho vay tiền nên Trường yêu cầu đi về khu vực đường Đại Mỗ để trả tiền taxi. Đến đoạn đường Đại Linh, Trường ngồi ghế sau kê dao, không chế anh hát yêu cầu đưa tiền rồi cướp 500.000 đồng. Tiếp đó, đối tượng yêu cầu anh Hát đi đến đoạn đường vắng vẻ trên đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội, dừng xe bỏ trốn. Trên đường về nhà, Trường vứt con dao ở cống nước, cổng chợ nhân chính Thanh Xuân, Hà Nội, rồi đi mua một gói heroin, rồi bắt xe ôm về nhà sử dụng. Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội, bắt giữ đối tượng Trường khi đang ở lán trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thu giữ 0,026 gam heroin tại cơ quan điều tra trường tỏ ra ăn năn hối cải và cho biết bản thân nghiện ma túy nên đã làm liều bản thân không có ý định làm bị thương lái xe taxi cướp mà chỉ xin tiền để mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện đối tượng nói rằng những vết thương trên gây ra trong lúc lái xe chống cự ràng co chứ không phải do trường cố ý đâm hay làm gì đối tượng khai em không ngờ bị bắt nhanh đến thế cả đêm hôm đó em thức cán bộ công an vào em trông thấy cũng vẫn ngồi im trong nhà trường cho biết thêm đối tượng làm nghề giết mổ gia súc tại khu vực quận nam từ liêm trước đó làm ở quán thịt chó ở quận thanh xuân hiện bố trường đã mất mẹ làm nông ở quê Trung tá Đặng Mạnh Cường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Nam Từ Liêm là người tiếp nhận, chỉ đạo điều tra vụ việc cho biết, trường khá thông thuộc địa bàn gây án, do đó lực lượng chức năng đã giả soát các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera và khoanh vùng đối tượng. Ngoài ra, quá trình điều tra gặp một số khó khăn như việc đối tượng gây án vào ban đêm, yêu cầu lái xe đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường và nghi phạm này mới chuyển về địa bàn ở được vài ngày. Thưa quý vị, vào hồi đầu năm 2022, một vụ cướp taxi trong đêm trên đường Đại Mỗ, Hà Nội đã xảy ra. Để thực hiện được thủ đoạn cướp giật của mình, nghi phạm đã chuẩn bị sẵn dao, bay binh bố trận, tấn công tài xế để chiếm đoạt tài sản. Tưởng rằng vụ việc đã chót lọt, nhưng ngay sau khi gây án vài giờ, đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra bắt đối tượng cướp xe taxi trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Theo công an thành phố Phủ Lý, khoảng 2 giờ ngày 12 tháng 7, đơn vị này nhận được thông tin của lực lượng cảnh sát 113 công an tỉnh Hà Nam và trình báo của anh Lê Văn Bình, 34 tuổi, quê ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa về việc bị cướp tài sản. Anh Bình cho biết, quá trình lái taxi chở một nam thanh niên thuê xe từ quận Hà Đông Hà Nội về huyện Quảng Xương Thanh Hóa, khi đến khu vực xã Tiên Hải thành phố Phủ Lý, nam thanh niên yêu cầu tài xế dừng xe để đón bạn lợi dụng lúc tài xế xuống mở nắp capo để kiểm tra nước làm mát rồi trở lại xe đối tượng đã bất ngờ dùng dây xiết cổ tài xế vào ghế tuy nhiên đã bị chống trả quyết liệt tài xế thoát được ra ngoài và kêu cứu sau đó đối tượng đã cướp xe cùng nhiều tài sản rồi lái xe bỏ chạy nhận được tin báo công an thành phố phủ lý và các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường giả soát các đối tượng hình sự để xác minh truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng, chỉ sau gần 9 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được trình báo của bị hại bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7 đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp là Vũ Văn Hiền, 30 tuổi, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cơ quan công an đã thu giữ số tiền hơn 30 triệu đồng, một ô tô biển kiểm soát 36A-596XX và giấy tờ đăng ký xe ô tô mà Hiền cướp của anh Bình cùng các tăng vật có liên quan vâng thưa quý vị các vụ cướp trên taxi liên tiếp xảy ra ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý tài xế cũng như là an toàn giao thông ngoài việc tài xế phải luôn tỉnh táo ứng phó phản xạ nhanh với những tình huống bất chợt xảy ra trên đường để đảm bảo an toàn thì nay họ phải đối mặt thêm với cả nguy hiểm đến từ những tên cướp hung hăng manh động qua đây mỗi người tài xế nên chủ động trang bị các kiến thức bảo vệ bản thân đề phòng có những bất chắc không hay xảy ra mỗi khi làm việc tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc trên sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại thank <music> you